Hello, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay rảnh thì mình soạn vọc cái test chữ sẵn mà làm cho anh em luôn. Test cái chữ tên của mình đưa vào bức ảnh ha. Theo cái sở thích vọc của mình thì mình chia sẻ lại cho anh em luôn. Bây giờ anh em coi thử nhé. Anh em đánh cái tên của mình. Tên của mình anh em tên gì đó. A, B giờ đánh đại vô đi ha. Anh em nhớ là chọn cái font chữ nào cho to to như thế này này. Ở đây thì mình đánh tên Thái, anh em coi xíu nhé. Mình muốn copy ra một cái này nữa thì anh em nhấn Control Shift Alt kéo xuống ha, và nhớ chọn lệnh là Mover. Mover là cái công cụ V, chữ V trên bàn phím nha anh em. Cái mục đích là mình kéo copy ra thôi mà. Thôi mình đánh từ Like rồi. Bước tiếp tục thì anh em có thể là vào cái mục Control T, anh em zoom cái hình nó nhỏ lại một chút ha. Thì anh em vào mục Edit, em chọn chữ đó, chữ nào mà có cần chân tay phía sau đó ha. Đó, anh em zoom lại cho bức ảnh cái tên của mình nó nhỏ lại vừa ý mắt mình nha. Cái phần bố cục chữ này thì anh em tùy anh em ha, thì mỗi người anh em sẽ chọn cái to nhỏ lớn hay bé gì đó là tùy. Chủ yếu là anh em coi cái những bước sau này mình làm như thế nào để cho cái chữ này nó thật, nó chìm với cái áo thôi. Rồi anh em, sau khi làm xong anh em di dời cái tên mình chút, di dời chút là coi sao đây ạ. Rồi sao cho nó vừa ý đã. Rồi chắc vừa đây đi. Rồi dịch lên chút. Rồi vậy là xong cái bước này. Xong bước này nhé. Tiếp tục bước thứ hai anh em dạ, nếu hai cái lớp ơ là lại. Nếu lại anh em giờ đi cho nó gọn luôn ha. Bố cục cho chính xác cái điểm mà mình muốn bỏ vào. Rồi xong tiếp tục. Anh em hãy chọn cái chuột phải. Anh em chọn cái lệnh cover này. Convert mà để cho nó gộp hai layer lại hoặc là một cái thành một layer ha. Rồi bước tiếp tục anh em vào đây, anh em vào đây nhé, từ từ anh em đợi xíu. Rồi cái bước tiếp theo là anh em vào filter này, anh em chọn lycopy giống như là mình bóp mặt cái đó, em kéo xuống dưới này. Anh em nhớ để ý cái phần mình set vào cái nút background kìa, thấy không? Đây còn cái một này chọn background, một này chọn blend ha, blending. Anh em hạ opacity xuống cho nó mờ đi vừa mắt mình để mình nhìn thấy cái lớp ở dưới áo và cái lớp cái chữ ha. Đó anh em thấy đó ha. Sau đó anh em dùng cọ để bóp bóp cho nó cong kẹo tự nhiên đi ha. Bây giờ anh em đợi xíu, anh em bóp đi. Rồi anh em bóp nè, mình bóp cho nó ngẫu nhiên cũng được nữa. Rồi để cho nó ngẫu nhiên đi ha, cong kẹo sau đó tùy mắt của anh em thôi, anh em muốn để cong sao để. Thì cái này mình đẩy nó theo cái chiều cong của cái áo, nó cong thế nào mình đẩy nhẹ nhẹ vào thôi đó. Thì anh em để cái cọ ở trên cùng, cọ trên cùng mà mình đã dùng nó để bóp thì giống như cái những cái cọ mà mình bóp mặt kia ha. Rồi bóp sơ sơ qua. Rồi bây giờ mình muốn bóp những cái chữ mà không ảnh hưởng đến cái chữ khác thì mình chọn cái công cụ này, mình bôi vào cái chữ G để cho nó không ảnh hưởng tác động đến chữ G khi mà mình muốn bóp cái chữ Y chẳng hạn đó. Thì mình bôi vậy, mình chừng chữ G chữ L lại để mình dùng cọ lâu một chút, mình bôi cho nó ngẫu nhiên đó, mình kéo chữ Y đó, mình chọn cọ lại cái cọ bóp ha, mình bóp nè. Mình muốn xóa nó đi thì mình chọn cái cọ dưới nha các bạn. Đây là hiện tại mình đang chọn những cái chữ này để cho nó khỏi được tác động đến, là mình chừng lại ha. Giờ mình bóp chữ Y, bóp chữ Y đấy. Mình bóp chữ Y xong rồi mình muốn nhả mấy cái vùng đỏ đó ra thì mình chọn cái con cọ ở dưới. Lát nữa các bạn sẽ coi từ từ, để mình bóp xuống đây nhé. Đó, cái này thì anh em cứ bóp ngẫu nhiên thôi, tùy anh em ha. Nắng nó cũng theo cái chiều hướng của cái áo đó. Rồi cái phần bóp này thì theo như mắt mọi người, mình thích sao thích. Rồi mình chọn cái cụ dưới đó để mình xóa những cái vùng đỏ đi. Những cái vùng đỏ đó là mình chọn cái chữ mà mình không muốn nó tác động vào đó. Rồi, xóa sạch đi. Rồi. Đó. Ví dụ vậy là anh em hiểu được được ba công cụ ha. Cái công cụ trên đó là dùng để bóp, một công cụ để mình chọn vùng, mình chặn lại. Rồi trong cái công cụ này nó cũng hay lắm. Ví dụ như mình bóp ở đây bị hư rồi, bây giờ mình chọn công cụ này nè để mình lấy lại nè, làm thẳng ra. Thẳng lại anh em, cái việc bô bô là thẳng ra lại thôi đó, thấy chưa?
mình bóp cong cái số á thì mình muốn thẳng lại thì mình bóp cái đó lại thôi, mình bóp lại, bóp lại này. À, anh em đang đợi xíu đi để coi cái bóp. À, mình chia sẻ như vậy thì anh em coi được kỹ rõ ràng hơn, cho nên anh em là thực sự muốn làm những cái này thì anh em cứ coi theo dõi kỹ video để anh em hiểu được từng lệnh một, và mình cũng cố gắng làm video thực tế như vậy để anh em coi dễ hiểu hơn ha. Sau này mà vô tình ai yêu cầu mình làm cái test chữ đó mình phải làm cho được chứ. À, cái này mình bỏ thêm chữ L cho nó cong lên chút xíu. Đó, làm nhanh chút. Rồi, sau khi bóp xong rồi anh em bấm OK ha. Bấm OK nó đi ha. Anh em xóa cái này rồi bấm OK cũng được. Rồi, xóa sạch rồi bấm OK nữa ha. Rồi, coi kỹ lại một chút. Rồi, sẽ là xong cái bước bóp ha. Đã xong rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục là vào cái Linux mode. Chúng ta chọn cái lớp layer này là Multilight. Sau đó anh em double vô hai lần ở cái bảng ô này. Đó, để nó hiện lên cái thanh này ha. Ở cái bảng cuối cùng anh em chọn cái màu trắng này, anh em kéo giảm về đó, cầm về để anh em thấy cái phần màu trắng đó, nó chìm vô ha. Anh em mình nhấn internet xuống, sau này anh em nhấn tắt cái này là kéo về lại. À, mình đó, khi nó tắt đây là nhấn internet ra, anh em nhé, nhấn internet xuống là nó tắt ra hai cái đó. Đó, mình làm mờ đi để cho nó chìm vào cái background ha. OK, nó tiếp tục anh em nhấn đôi cái bảng layer này lên thành hai cái layer. Anh em chọn lớp ở trên này là screen ha, một cái sáng một cái tối ha, để nó chìm vào cái bức ảnh của mình đấy. Rồi anh em double vô cái biểu tượng nó lại để anh em thay đổi cái phần hồi nãy mình vừa làm. Cái này sai, không phải đâu, double lên trên đó nha anh em nhé. Cái này sai luôn, double lên trên đó, double để chỗ đó, double vô. Rồi anh em kéo trả về lại cái lớp này. Lớp dưới thì mình làm Multilight, mình để còn lớp trên screen này á, thì mình để cái vùng tối này đó, anh em thấy vùng tối vào để cho nó chìm vào, nó thấy sứa vải. Anh em nhấn internet, nhấn internet, đúng rồi, nhấn internet để cho nó tách cái nó ra. Rồi anh em kéo theo mắt mình để cho nó chìm vào cái chất vải, sứa vải nó với cái chữ ha. OK nó. Rồi vậy là chúng ta đã được hai bước chìm xong cái phần này. Giờ chúng ta sẽ có bước tiếp theo nhé. Anh em có bước tiếp theo là tạo ra một cái layer khác, một cái tấm hình khác ha, bằng cách này nè, đó, duplicate lên. Anh em chọn cái mặc định là background để ý ha, new. Anh em đặt tên gì cũng được. Rồi mình đặt đây là Thái La đi ha. Rồi tiếp tục anh em làm cho bức ảnh này thành trắng đen. Trắng đen nha. Rồi xuống. Rồi trắng đen. Sau đó anh em nào lên filter, anh em chọn vào blue, làm mờ bức ảnh một xíu đi ha. Mờ đi. Rồi mờ đi. Sau đó tiếp tục anh em share bức ảnh lại. Share lại. Rồi cái đó mình có share sẵn rồi kìa. Đó, share luôn, share lại ha. Rồi OK. Cái bước tiếp theo là anh em vào cái filter một lần nữa. Sau đó anh em chọn cái distort, anh em chọn displace này ha. Anh em để thông số ở đây là mình chọn khoảng 3%, thì độ cong của bức ảnh á mình để 3 là 3. Tùy theo bức ảnh của anh em, nếu mà bức ảnh anh em lớn á, thì anh em để là 10 hay 15 gì đó, còn bức ảnh này nhỏ thì mình để là 3 thôi cho nhẹ máy ha. OK nó. Anh em lấy tấm hình open ra, tấm hình hồi nãy mình share ha, open ra. Rồi là cái chữ nó ra thế này đó,
ra bằng nhằng nhầy. Sau đó anh em chọn xuống layer dưới này, anh em cũng làm như vậy luôn, làm như vậy luôn ha, cái bước này luôn ha, distort đây, ok ba luôn, anh open nó ra luôn đấy. Giờ cái chữ như thế này, lúc đó anh em coi cái chữ nó chìm vào rồi. Đây là cái bước mà anh em đã làm xong cái chữ nó nhăn nhăn thế này ha, để cho nó tiếp vô cái áo của mình. Rồi đến đây anh em làm một bước tiếp tục thì xong hết rồi. Bây giờ anh em muốn thay đổi cái màu một chút rồi rồi trước khi làm màu thì anh em gộp hai cái layer lại ha, anh em nhấn hai là control, control hai layer lại, anh em chọn vào đỉnh bên này, anh em chọn nó là đây new group form layer ha, anh em ok nó, lúc này nó tạo một layer rồi, tạo một layer rồi. Giờ anh em tiếp tục nữa nhé. Rồi để mình thay đạo một đổi màu thì mình bấm vào nút lệnh này anh em ha, anh em chọn hydration và nhớ check vào nút kia đây nè, mình bấm lột ra nó không ăn hay không hiểu nè, họ phải check vào nút đây nè để cho nó hiểu cái lớp layer chữ ha, anh em kéo cái màu sắc mà anh em thích. Rồi anh em đã coi xong, nhưng bước này thì mình làm thêm màu anh em muốn thôi, và anh em sử dụng cái layer này để làm cho các bạn khác. Bây giờ mình chỉnh thử cách ha, tạm thời vậy đi. Rồi sau đó mình lấy cái test chữ này mình bỏ qua một tấm hình khác coi nó sao thế nào. Đây là bức ảnh mình làm cho anh em coi thì dung lượng nó nhỏ, bây giờ mình lấy bức ảnh dung lượng lớn, hai bức ảnh dung lượng lớn của nó này đó, bản chất nó hình lớn là vậy đó, kéo qua anh em đợi xíu máy nó đang chạy. Khi mà kéo qua là anh em dùng cái chữ này, anh em dùng cái chữ này để qua một cái chữ khác, để qua một cái hình khác của anh em. Thì cái này nó phần thêm ngoài bây giờ thôi, anh em thích coi thì anh em coi để biết có thêm luôn, đôi khi anh em không nghĩ ra thì mình chia sẻ anh em luôn, anh em thích thì anh em coi tiếp video để mà làm nó ha. Cái này mình dùng cái chữ to lên lại một chút đấy, nó không có gì cả. Thì cái này mỗi người thích một cái, còn cái lệnh cách làm thì anh em coi cái bước mà mình đã chia sẻ bằng cái lệnh liquify, rồi cái lệnh gì ta, Mutualize, Serend, đó những cái bước đó thì anh em đôi khi anh em không nghĩ tới, thì mình chia sẻ anh em trong bài này nó áp dụng rất là nhiều thứ. Rồi hy vọng rằng cái video thực tế như vậy nó giúp ích cho anh em được biết thêm nhiều chiêu của Photoshop ha. Hẹn anh em lại video sau nha anh em. Chào tạm biệt anh em. Anh em nhớ yêu thích video của tôi nhớ like và share nha anh em.